Xin chào các bạn, lại là mình Huy đây. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm với một chiếc máy khá là mới. Đó là chiếc máy đến từ thương hiệu Promix, có mã là SG02. Các bạn nhìn tổng quan về chiếc máy này, rất là nhỏ gọn, tiện đúng không ạ? Màu sắc thì hài hòa. Sử dụng ra sao, như thế nào thì chúng ta cùng bắt tay vào và cùng nhìn mình trải nghiệm nha. Đầu tiên mình thấy công tắc bấm ở trên này có hai chế độ, 1 và 2, công tắc nhỏ và công tắc lớn. Ở đây có một phần nữa, đó là công tắc reverse. Cái này là chế độ mà khi chúng ta ép hoa quả nhiều quá nó bị kẹt, hay là nó bị dồn dập quá thì chúng ta có thể đẩy ngược lại cái trục ép để cho nó đẩy ngược lại lên. Nó cũng gần giống với các máy ở trên thị trường thôi. Với chiếc máy này thì chúng ta nhìn này, phần trục ép, trục ép của nó là nằm ngang các bạn ạ, nằm ngang. Như mình được biết thì với chiếc máy này á, trục ép nằm ngang như này nó phù hợp với các loại rau và hoa quả cứng khá là hợp. Rồi, đi sâu vào bên trong trải nghiệm. Ở đây nó có phần cái núm để bấm này, hay là gọi là cái công tắc đấy ạ, cái công tắc bấm. Các bạn giữ vào và xoay theo chiều kim đồng hồ. Các bạn giữ tay vào nhá, xoay theo chiều kim đồng hồ và kéo dài ra. Và khi các bạn lắp vào cũng vậy, chúng ta sẽ lắp vào, đẩy vào này và không cần bấm nữa, chúng ta đóng vào là xong. Rồi, các bạn cùng trải nghiệm thực tế bên trong của mình nhá. Đầu tiên, nó cũng có giống các máy ở trên thị trường, đó là phần phễu đón hoa quả. Phần phễu đón khá là nhỏ. Tiếp theo, đây là cái phần da bã. Phần da bã. Wow, đến cái phần lưới lọc. Các bạn nhìn phần lưới lọc này, rất là sáng. Lưới lọc này là được sử dụng bằng inox 304. Nó sẽ không bị han gì trong quá trình mình sử dụng. Và bên trong mình thấy nó đang có 3 phân đoạn này: lọc thô, lọc vừa và lọc mịn. Chắc là chất lượng nước ép khá là ok đây. Tiếp đến là phần trục ép. Trục ép ở đây thì sử dụng bằng nhựa cứng PC. Phần trục này thì nó đang chia thành 5 phân đoạn, 5 phân đoạn để ép rau. Trục cũng khá là nhỏ. Rồi, ở đây thì mình thấy có cái ổ khóa đóng và ổ khóa mở. Đó là cái mà mình để tháo ra tháo vào đấy. Rồi, tương tự các bạn nhìn mình lắp lại này. Lắp lại thì chúng ta sẽ cầm ở bên ngoài, chúng ta lắp rồi chúng ta mới đặt vào máy. Một số các máy ép ở trên thị trường, các bạn được hướng dẫn là lắp từng bộ phận vào. Nhưng mà như vậy ấy, nó sẽ rất khó để các bạn hình dung với những người mà trải nghiệm mới ban đầu. Thì chúng ta lắp cầm ở bên ngoài này, cầm chắc, chúng ta lắp trục, lắp phần lưới lọc hoa quả. Lúc nãy chúng ta lắp cái phần nào vào trước thì bây giờ chúng ta lấy cái đấy vào sau thôi. Rồi, cái phần da bã thì mình cũng lắp. Ở đây có phần hình tam giác này, cũng có phần mở khóa và đóng khóa. Cái tam giác này vào cái ổ khóa đóng là chúng ta đã lắp được máy rồi. Tiếp đến phần phễu đón hoa quả, chúng ta lắp lên thôi. Với cái máy này mình nhớ là nó còn một cái phần để nhồi hoa quả nữa cơ. Nhưng mà hiện tại thì mình đã dùng chiếc máy này rồi và không biết là các bạn cộng sự của mình đã bỏ đi đâu mất rồi. Rồi, khi lắp vào này, chúng ta đẩy vào và chúng ta bật test máy. Máy hoạt động là cái trục ép nó phải xoay, và tất nhiên là máy nào hoạt động nó cũng sẽ có tiếng kêu rồi. Rồi, mình trải nghiệm thử cái chế độ mà đảo ngược xem nào. Đó, cái trục ép nó sẽ xoay ngược lại, đồng thời hoa quả nó sẽ đẩy lên. Với chiếc máy này, tổng quan nó rất là gọn nhẹ này. Phần bên dưới mình thấy ở đây, đây là cái phần mà cái ca để chứa nước hoa quả, nó sẽ thẳng ở phần cái lưới lọc xuống. Và đây là cái phần ca để đựng bã, bã riêng, nước hoa quả ra riêng, tách biệt, tránh được cái tình trạng mà cả bã nó lẫn lộn nhau. Với chiếc máy này thì sau khi mà mình vừa trải nghiệm tháo bóc máy ra thì mình thấy mình sẽ đúc kết được ưu nhược điểm của chiếc máy. Mình thấy đầu tiên là về ưu điểm. Ưu điểm ở đây thì mình thấy có cái ưu điểm thứ nhất, đó là tổng quan rất là gọn nhẹ, màu sắc thì hài hòa. Nó có thể phù hợp được với mọi mô hình cà phê, mô hình truyền thống, hay là mô hình chuyên nước ép, hay là kể cả là gia đình của chúng ta nữa. Đấy là một cái ưu điểm. Ưu điểm này rất là nổi trội. Ưu điểm thứ hai thì như mình được biết, với cái thương hiệu Promix đang đưa ra thị trường với mức giá khá là ok, khá là trải nghiệm. Đâu đó chỉ khoảng hơn 2 triệu thôi. Giá nó khá là phù hợp. Mình nghĩ là nó vừa với túi tiền. Với những cái quán nào mà chuyên đổ nước ép như rau, và xu hướng bây giờ thị trường nó đang hot như là rau má đậu xanh, hoặc là cần tây uống với dứa, cần tây cải bỏ xôi, những cái thức uống healthy á, thì chiếc máy này khá là hợp. Ưu điểm thứ ba. Ưu điểm thứ ba thì mình thấy với chiếc máy này thì chắc chắn là sẽ đưa ra cái chất lượng đồ uống khá là ok khi mà các bạn ép các loại rau. Đấy là cái ba cái ưu điểm mà mình có thể nhìn thấy được trực tiếp khi mà trải nghiệm qua chiếc máy. Về phần nhược điểm. Nhược điểm thì cái tên ép chậm nó đã gắn liền luôn rồi. Nó sẽ chậm các bạn ạ. Nhưng mà chậm như thế nào
và ra đồ ra sao thì lát sẽ có những cái video mình trải nghiệm thực tế khi mà sử dụng hoa quả thì chúng ta cùng đúc kết lại. Hy vọng là vừa qua những cái trải nghiệm và những cái mà mình vừa review cho các bạn thì các bạn sẽ có một cái lựa chọn đúng đắn, một lựa chọn thông minh, phù hợp với gia đình của chúng ta, phù hợp với mô hình quán của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại.